Hello, xin chào mọi người. Hôm nay đến đây đã đến xưởng tham quan với là có một chiếc xe Lexus đánh giá về một chiếc Lexus GS 350 đấy. Nhìn cho rất là đẹp đấy. Mẫu này Việt Nam ưa chuộng cái Lexus GS rất là bán chạy thị trường nhiều, bền bỉ giữ giá, lành ít hỏng sửa rẻ luôn đấy. Chi phí ít hỏng sửa rẻ hơn, ít hỏng mặt đấy. Với đèn thường là bi xenon pha cốt lấu đắp bật pha này, mặt ca lăng đỡ cả nhựa, cái viền nhôm vạch cái màu đen này, logo Lexus và cái này viền mạc luôn, rất là đẹp luôn đấy. Có đèn sương mù kia, đồ sương mù, đèn sương mù này. Với GS450H là các logo, các vành xe, cái vành GS350 là cái năm chấu kích thước là 18 inch. GS350H là các vành nhau gương, cái khung bằng chùm kính, có chạm mở của khóa smart key, như chụp sở theo xe chỗ rộng rãi, to dài, hầm hố rất là đẹp luôn đấy. Viền mạng chrome rất là đẹp đấy, cùng đeo thúng led phanh nhìn xi nhan đen này, với đèn báo phanh này, anti bay chắn mập này. Con này về từ đời 2005 đến cuối đời 22, là cái sedan ở sang cựu chung là đối thủ là BMW 5 series Mercedes E-Class Audi A6, và có thể đối tương đương chỉ là Audi A6 E-Class, BMW 5 series, Hyundai Genesis và Chrysler 300C đấy, hay có thể gọi là Chrysler 300 đó. Có thể chọn nhiều màu là cứng luôn. Tùy chọn nhiều màu của Lexus GS là có nhiều màu, cái màu đen, màu trắng, màu bạc, màu xám, màu xanh ô long đấy. Để chúng ta khoan nội thất xem thế nào nhá. Đấy. Cái này tùy chọn ghế da màu be hay là màu đen, kiểu màu hết luôn. Ghế chỉnh điện 10 hướng này. Với toàn cửa sổ kính một chạm lên sơ tự động này, khóa kính có nhiều mở khóa trung tâm, vị trí ghế 3 này, có chỗ cơ chỉ công của bệnh đế này, sờ rất là thích luôn đấy. Có cái này cho này để đồ điện thoại, ví sơ đồ luôn này. Có cái đây cắt toàn chọn gương chỉ công của bệnh đế này, chọn gương chỉ công của bệnh điện hết này, tăng giảm xe đèn này, bình xăng bật cốt này, cảm biến, có hệ thống soi chân chơi luôn, đóng rèm che rửa đèn, reset chỉnh tốc độ này, bật cốp nhiều hết luôn, có vô lăng chỉnh được 4 hướng này, ra cho thích luôn, logo thanh niệm Lexus. Tôi cho tao quang nội thất nữa. Wow. Nội thất bật start stop này. Ui. Ba cháu bật ra rất đẹp luôn, ô vân gỗ, có tăng giảm chuyển bài, mút bật tiếng của cục receipt, nói tiếng cuốn cho gieo ga tự động trên tốc độ này. Cái này trên mình cảm ứng mười mấy phím luôn, nghe giao diện Bluetooth Navi em cả đó luôn, nghe gọi cuộc thôi cũng luôn. Cái đời 2006 nó khác màn hình luôn đấy. Về cái này có 4 vùng tự động xe kính trước sau, smart hết luôn đấy. Con này trong này đồ điện thoại, visa, đồ đuối luôn này, trao lên nước này, có mở khóa bật cốp báo động trông trọng hết này, cái pao này Eco Snow đi đường tuyết này, hệ thống sao trông trọng, có smart ghế hết luôn này, hộp số 5-6 cấp này, hộp số 6 cấp đó, có trong này đồ hay cái bếp gì luôn này, là tàn châm thuốc hết, có trong điện thoại vi xe tôi đối luôn này đấy, có ngăn chứa đồ để sách, con này có khóa đi chút. Có ngăn để xách gọi ví cho lên nước giấy tờ này đấy, rất tiện lợi, còn đồ gọn là ngon lắm.
Đây. Oven go màu rất là đẹp luôn. Đấy, có gương chống chói che mắt này, có đèn này, có bật cửa sổ trời lên hết luôn. Đèn có này, có đèn siêu chống nóng luôn. Đấy, có các kiểu đèn hết luôn. Nó off này, đấy, hết. Có cửa sổ trời rất là đẹp luôn. Đấy, có trong cái này, trong gương chống chói che mắt này, đèn này. Đấy, có cam lù trong này hết luôn. Đấy, có loa túi khí nào 1, 2 này, 3, 4 này, 5, 6, có 8 túi khí với loa Mac Levitation là 10 loa Mac Levitation 8 túi khí đó, với bệ đèn tự động gạt tự động hết luôn. Đấy, xem khoang thế nào, bật tắt được cục thế này luôn. Đấy, với GS350 là khắc đồng hồ, GS350 và GS450H và 350 khác đồ tông lô. Đấy, để thử hàng cái sau này nó xem thử mới thế nào nữa. Còn nó có bản GS430 là V8 8 máy. Cái hàng ghế sau ra luôn. Mười mấy loa nhìn ra đều luôn. Một chạm lưu tự động này, ô vần gỗ này, lô thịt ra Lister này, con này để sách tài liệu cũng rất là hợp luôn. Nên là tàu cả ghế trước sau này với 4 cửa hộp đựng đồ để cho nó luôn này. Có chỉnh gió điều sau 4 vùng này, với có ngăn chứa đồ này. Đấy, để sách tài liệu của bà giá báo này. Đấy, trong này có bệ tì tay để cho nó nước này. Đấy, con này bệ tì tay để cho nó nước thôi. Đấy, rất là lý. Có hàng ghế sau thế nào nè, rất thoải mái. Có nước hạ thấp đèn phù hợp cao người này. Đấy, nhìn như nó rất thoải mái. Đấy, đây rất thoải mái. Đấy, đi xem con cốp thế nào, đi xem con cốp thế nào nữa. Wow. Đây một cốp này. Cái chân nước gió ngắn gọn trông như cái thể thao luôn. Đấy, cố kiểu cam, cố cam lùi nhưng mà có cam lùi nhìn. Ui, cam lùi đây trông, cam lùi đây trông rất là đẹp luôn. Đấy. Ui, giật nhẹ. Rồi đóng cơ rồi, con này rộng rãi, có thể chở nhiều đồ bao đây. Con này đi chơi dạo đi phố hết, có lốp siêu quân đồ nghề trong đấy hết luôn. Đấy, đấy hết rồi. Con này đồ người ta không xếp giữ gì mà xếp giữ gì mà. Đây có là rất là khoanh lít, được 200 được 100.000 lít luôn. Với các thùng lít được hơn chục lít, tức là để giòn 9 năm hết luôn. Đấy, này chúng ta xong con động cơ thế nào nữa. Wow, động cơ 3.5 lít V6, 6 xi lanh này, súng tích xi lanh hơn 1.000 cm khối này, mã lực hơn là vâng ạ, mã lực hơn dưới 300 mã lực là khoảng hơn 295-96 mã lực, súng tích xi lanh hơn 700 nimi, một sáng cực đại. Máy xăng này vận tốc tối đa 250 km/h, 0-100 km/h mất vài giây. Với có một cầu trước 6 cấp, thôi sẽ cơ tự đưa luôn. Động cơ khác là 4.3 V8 và hybrid. Động cơ hybrid sẽ có Lexus hybrid driver. Đấy,
xe quả rất là đẹp. Có cái chiếc xe đấy ngày xưa giá hơn là 2-3-4 tỷ, giá từ ngày xưa mấy trăm một ngàn, giá 120.000 đô, 100.000 đô. Giá ở thị trường Việt Nam là xuất nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ xuất xứ Nhật Bản. Cái này giá của nó là giá ngày xưa là đắt hơn ở tại thị trường Việt Nam là 3-4 tỷ, xong bây giờ xuống giá hơn từ 900 triệu, từ khoảng 800 triệu đến khoảng từ 800 triệu đến 1 tỷ đấy. Nhìn dâu rất là đẹp đấy, có tùy chọn nhiều màu, các tính năng hết. 300 mã ghế 300 là mã lực thấp hơn, 450h là mã lực cao hơn, 430 cũng là mã lực cao hơn đấy. Rất bền bỉ, lành, giữ giá, sửa chữa bảo dưỡng ít hỏng, rẻ tiền đấy. Đấy, cảm ơn mọi người đăng ký like kênh YouTube mình nữa.